Hello, xin mến chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì bên em đang có cái mẫu cục đẩy mới, đó là mã CA40 anh em nhé. Dòng CA40, dòng này công suất rất là lớn, lên tới là 1.500W trên một kênh anh em nhé. 1.500W thì anh em có thể chơi được tất cả các loại súp kép hiện nay trên thị trường em nhé. Kể cả là súp 30, súp kép 30, 40, 50 anh em nhé. Đó, đều tất cả các loại súp đều đánh được hết, và mỗi một quả có thể đánh được vào một kênh anh em nhé. Đấy, em xin bật nguồn để cho anh em cùng tham khảo. Dòng này thì như anh em cũng đã biết là một trong cái dòng thương hiệu khá là nổi tiếng, và cái chất âm của nó thiên về đánh súp, nên là tiếng bát của nó cực kỳ là mạnh anh em nhé, cực kỳ là mạnh, rất là mạnh. Đó, đó, cho anh em cùng xem. Mặt đằng sau thì nó cũng không có nhiều các phím chức năng đặc biệt đâu. Nó chỉ có các chế độ như là Steer, Panel và Bridge. Đấy, Group thì chúng ta lấy mắt trong hay mắt ngoài anh em nhé. Đấy, các jack tín hiệu đầu vào và link tín hiệu. Các jack như speak công và cầu xoắn anh em nhé. Ở đây thì nó cũng đã hướng dẫn rồi. CH A, CHB. Đấy, đã... cũng đã rất là rõ chi tiết ở đây anh em nhé. Thì anh em có thể là tham khảo với con này. Em lại đã cắm trực tiếp tín hiệu vào và đang thông tín hiệu anh em nhé, đang thông tín hiệu. Con này cắm loa vào giúp anh cái. Đấy, đang thông tín hiệu đây. Đấy, anh em cùng đeo tai nghe để cảm nhận cái chất âm của CA40 của Crit Audio anh em nhé. Dòng này thì là một trong những cái dòng cục đẩy đáng tin cậy anh em nhé. Chơi với công suất lớn, đáng tin cậy. Tiếng của nó khá là trầm sâu. Khá là trầm sâu anh em nhé. Đó. Anh em nghe. Em đang chơi cho cặp G12, sử dụng bass 30 và là dòng cao cấp nhất của lưới Gautic. Dòng cao cấp nhất của lưới Gautic anh em nhé. Giá của một cặp loa này hiện tại đang là 22 triệu một cặp, chuyên đi lắp những phòng karaoke kinh doanh hoặc là gia đình VIP anh em nhé. Em đang sử dụng một cặp loa thôi, đánh tiếng rất là căng. Dòng này thì cái chất âm của nó không được bay, nhưng mà tiếng trầm của nó rất là tốt anh em nhé. Tiếng trầm của nó khá là tốt. Tiếng của nó là thiên về giải bát anh em nhé. Thiên về giải bát thì cái chất âm của nó khá là nhiều bát, rất là chắc anh em nhé, rất là chắc gọn. Đó, và em cùng mở cái nội thất ra cho anh em cùng tham khảo cái nội thất của nó anh em nhé. Với cái nội thất của nó thì anh em cũng không còn xa lạ gì với cái nội thất này. Bên em cũng đã cạo ra biến áp ra cho anh em xem, là biến áp đồng luôn anh em nhé, biến áp dây đồng. Chứ thật ra là nhiều hàng bên ngoài thì người ta hay giảm chi phí sản xuất, thì người ta sẽ sử dụng cái nguồn bằng dây nhôm. Như vậy thì cái âm thanh đưa ra nó không được tốt và không được bền bỉ cho lắm. Dòng này thì sử dụng điện áp rất là cao anh em nhé. Đó, PA 1.8 và điện áp của nó là 118V anh em nhé. 118V là một trong những cái điện áp rất là lớn ở đây anh em nhé. Và công suất của nó đưa ra là 1.500W trên một kênh ở chế độ 8 ohm anh em nhé. 8 ohm. Dòng này thì anh em có thể thấy là nó rất là nhiều sò đúng không ạ? Toàn là sò Toshiba thôi. Em sẽ để thể đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sò nhân 4 là 64 sò anh em nhé. 64 sò. Đấy, dòng này thì khá là nhiều sò, và nó sử dụng lên tới 4 quạt gió luôn anh em nhé. 4 cái quạt gió. Thì 4 cái quạt gió này thì anh em có thể thấy là nó sẽ tản nhiệt rất tốt nhé. Anh em nhé, đánh công suất cao, công suất lớn thì nó tản nhiệt khá là tốt cho anh em. Vì những cái sò này đều là những sò rất là to. Khi mà nó đánh công suất lớn lên thì chắc là nó cũng sẽ tỏa nhiệt rất là nhiều. Và khi tỏa nhiệt nhiều thì bắt buộc là sử dụng phải nhiều quạt để cho nó tản nhiệt anh em nhé. Và anh em hỏi là linh kiện con này như nào thì em cũng cho anh em xem luôn.
tất cả linh kiện đều là linh kiện chân cắm anh em nhé. Những cái linh kiện chân cắm này thì anh em có thể thấy là rất dễ dàng thay thế và sửa chữa nếu mà có gặp vấn đề về lỗi anh em nhé. Đấy, đều là linh kiện chân cắm, anh em nhìn rất là chi tiết ở đây đúng không ạ? Rất là nhiều linh kiện đó. Dòng này thì sử dụng lên tới xem nào, 3, 4, 12 cộng với 12 bên dưới là 24 tụ anh em nhé, 24 tụ lọc nguồn. Thì với 24 cái tụ lọc này thì anh em có thể biết là nó lọc nguồn khá là mạnh anh em nhé. Những tụ này anh em hình như là nó có song song và nối tiếp với nhau, thì tụ sử dụng 63V, có song song và nối tiếp đó. Cộng vào nó hơn 100V thì khá là mạnh anh em nhé. Nó nối tiếp với nhau thì nó thành hơn 100V thì khá là mạnh đó. Với cái dòng công suất như thế này thì giá của nó hiện tại bên em đang chào bán với giá là 8.800.000 đồng là chưa gồm phí ship anh em nhé. Thì anh em nếu mà anh em chơi sự kiện, dòng này thì rất ít anh em chơi gia đình, nhưng mà nếu mà anh em chơi thì anh em có thể đánh được những quả súp rất là lớn. Còn để anh em chơi sự kiện chơi thì những dòng cục đẩy như này thì thường chơi súp kép em nhé, hoặc là súp đơn coi lớn anh em nhé. Ví dụ là một chiếc súp đơn coi 152, coi 125 chẳng hạn, rất là lớn thì anh em sử dụng cục đẩy này đánh có thể là dư sức. Còn đâu anh em đánh full thì anh em có thể đánh được những cái cục đẩy như 4 kênh anh em nhé. Đánh full thì chơi những dòng cục đẩy 4 kênh thì anh em ghép vào thì nó tiếng nó sáng hơn. Còn dòng này là một dòng chuyên chơi súp thì tiếng nó sẽ không sáng đâu anh em nhé. Tiếng nó sẽ nhiều bát, vì nhiều bát đánh súp thì nó mới hay, nó mới sâu lắng anh em nhé. Còn đâu nhiều tiếng mà sáng thì đánh súp thì không bao giờ hay được anh em nhé. Khẳng định với anh em, tiếng sáng, cục đẩy mà tiếng sáng thì đánh súp không bao giờ hay. Chỉ cục đẩy là tiếng nó tối, tiếng bát nó sâu đấy thì đánh súp mới là hay thôi anh em nhé. Đó, thì đây anh em cùng tham khảo với con CA40 bên em xin giới thiệu với tất cả anh em. Con này thì đơn giản, anh em về anh em cắm vào là anh em chạy thôi. Giá của nó hiện tại là 8.800.000 anh em nhé. Một cái giá rất là ổn áp cho anh em, cho anh em sử dụng anh em nhé. Cho anh em sử dụng cho sự kiện đấy anh em. Và cân nặng của nó thì em nói luôn là cả thùng của nó rơi tầm khoảng độ 42 kg. Nếu mà gửi bưu điện nó rơi tầm khoảng độ 300-400.000 anh em nhé. Hơn 400.000, nếu mà xa thì hơn 400.000 một chút. Đấy, thì anh em có thể là tham khảo anh em nhé. Nhôm của nó khá là dày anh em nhé. Cái nhôm của nó khá là dày. Dòng này thì anh em chơi cho sự kiện thì đánh hầu như tất cả các loại súp trên thị trường rồi. Chất âm thì em đã test rồi. Và quan trọng nhất là cái biến áp rất là lớn. Size của nó thì xin nhắc lại với anh em là size này là size 3U anh em nhé. Size rất là dày. Đấy, vì dòng này thì cái biến áp nó mới đủ dòng đủ áp để nuôi, để đánh được cái con súp lớn của anh em. Đấy, anh em không thể yêu cầu là nó nhẹ được. Dòng này thì mới có thể cân được anh em nhé. Đó, thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rất cảm ơn anh em đã xem video anh em nhé. Chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những clip lần sau ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.